Em ơi, dạ cháu chào chú ạ. Chú gọi món gì chú xem menu đi, xong rồi chú bảo cháu ạ. Quán mình có món gì ngon nhỉ, tư vấn cho chú với. Chú đi mấy người ạ? Chú đi một mình thôi. Một mình ạ. Bên cháu thì đang có mấy cái set dành cho một người ạ, thì để cháu chọn cho chú cái set đó nhé. Thế cho chú cái đấy đi. Dạ vâng ạ, chú đợi cháu một lát nhé. Cháu gửi chú cốc bia trước, tí nữa đồ xong rồi cháu mang ra ạ. Này, hôm nay chú đi một mình, ngồi đây uống với chú vài cốc nhé. Dạ, cái này không được ạ, tại vì đang trong giờ cháu đang làm việc, cháu không được ngồi với khách, với cả là cũng còn nhiều khách cháu phải phục vụ lắm ạ. Đây, chú cho nhé, cầm lấy đi. Thôi ạ, làm sao cháu dám nhận tiền của chú được. Chú cần cầm lấy đi, có gì đâu mà phải ngại. Cứ cầm lấy đi, coi như là chú bo cho cháu. Lát nữa xong việc, lại đây ngồi uống với chú nhé. Dạ vâng ạ. Cháu xin phép, chú tự nhiên ạ. Cô em à? Cô em định gây sự với anh đấy à? Không, em không gây sự ạ. Em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Hay là để em lấy cho anh cốc bia khác, coi như là em đền cho anh nhá. Nhưng mà anh muốn đền cái khác cơ. Anh ơi! Sao? Anh bỏ em ra đi. Anh bỏ em ra à? Anh đừng có làm như thế. Anh ơi! Này, xin lỗi anh bạn. Đây là bạn gái của tôi. Này, ông bạn là thằng nào ấy hả? À, thích xen vào chuyện của người khác à? Anh không mang sẵn tiền mặt, cứ cầm tạm một ít uống bia nhé. Đi thôi. Nhìn cái gì? Cháu cảm ơn chú ạ. Đợi có lương, cháu nhất định sẽ trả lại cho chú ạ. Không có gì đâu. Tí nữa tan làm, gặp chú ở trước quán nhé. Chú đi trước đây. Dạ. Chú ơi, cháu thấy cái váy chú mua cho cháu ấy, nó hình như hơi hở ạ. Chú thấy đẹp mà. Thế chú gọi cháu có việc gì không ạ? Cháu nghỉ làm ở quán bia đi. Không được đâu ạ, cháu cũng chưa tìm được công việc gì khác. Với cả cháu cũng cần tiền để trang trải cuộc sống nữa. Cháu không nghỉ được đâu ạ. Chú sẽ trả lương cho cháu hàng tháng. Chú sẽ trả gấp đôi so với cháu làm ở quán bia, được không? Nhưng mà cháu phải làm công việc gì ạ? Rất đơn giản. Cháu làm sugar baby của chú. Lúc nào chú rảnh, chú cháu mình gặp nhau. Thời gian rất linh hoạt. Miễn là bất cứ khi nào chú cần, cháu có mặt là được. Thế có được không ạ? Cháu sợ lắm. Dần dần rồi cháu sẽ quen thôi. Bé con của anh hôm nay liều thế nhỉ? Dám đến nhà anh cơ à? Chiến với anh thì em còn dám. Chứ nói gì là đến nhà anh. Ai bảo anh làm em nhớ anh quá làm cái gì? Này,
Khoan đã, em nói cho anh biết nhá, tháng này anh chưa chuyển tiền cho em đâu. Tưởng là nhớ anh, hóa ra là nhớ tiền của anh à? Cũng không hẳn là như thế. Thế nhưng bây giờ, để em cho anh biết em nhớ anh như nào nhá. Chiều hãy quay lại nhé. Đứng lên đấy. À, mày làm gì thế này? Tao cho mày ăn học để mày làm thế này, không rơi đánh này. Mày bôi roi chắc chấu vào mặt tao rồi. Mà thôi đi. Người ta cho tôi tiền đấy, còn bà cho tôi thì...